đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Anh Tú bị phát hiện đi du lịch cùng gia đình Diệu Nhi nhờ chi tiết này. Diệu Nhi anh Tú là cặp đôi từ bao lâu nay thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Cả hai khiến fan thích thú khi nhiều lần diện đồ đôi cùng nhau, dù không chung bất cứ một hình ảnh nào. Vào dịp đặc biệt hay đi chơi cùng gia đình nhà vợ, nam ca sĩ đã nhiều lần để lộ khung cảnh quen thuộc của đối phương. Mặc dù đã công khai hẹn hò được hơn 4 năm, nhưng cặp đôi rất kín tiếng khi thể hiện tình cảm. Họ dường như đang tập trung vào xây dựng sự nghiệp và chưa tính đến chuyện tương lai. Mới đây trên trang cá nhân, các Phượng đã vô tình để lộ khoảnh khắc khiến người hâm mộ chắc được rằng cả anh Tú và Diệu Nhi đang ở bên cạnh nhau trong chuyến du lịch. Trong clip, cô nàng rất vui vẻ hát hò và cười đùa cùng Kiều Minh Tuấn, còn anh Tú thì đang tập trung ngồi bàn tiệc cùng chị gái, bố mẹ bạn gái. Đáng chú ý hơn, các thánh soi còn khẳng định cô còn đang khoác trên người chiếc áo anh Tú tình diện để quay, được đăng trên Instagram trước đó. Khi chia sẻ tất cả đoạn clip đi chơi, vài phút sau nữ diễn viên đã cỡ bỏ đoạn video ngắn có anh Tú trong khung hình khỏi trang cá nhân để tránh sự bàn tán của cộng đồng mạng. Trên Instagram, Diệu Nhi quay bố mình đang hát hò, lại lần nữa vô tình trùng khớp với anh Tú từ khung cảnh đến cả chiếc áo đang mặc. Chiếc váy mà Diệu Nhi đang mặc khi cùng chụp ảnh với người hâm mộ khá là tông xuyệt tông với chiếc áo anh đại diện ở trên. Các Phượng Kiều Minh Tuấn cùng gia đình Diệu Nhi vui vẻ trong suốt chuyến đi chơi vào hôm ngày 2 tháng 6 vừa qua. Trong loạt khung cảnh đẹp tại biển Lý Sơn, anh Tú và Diệu Nhi cũng không để lọt bất kỳ một tấm hình chung nào. Cách đây vài ngày, fan còn phát hiện ra điều đặc biệt khi Diệu Nhi đã diện cùng đôi sandal với anh Tú và so sánh cận cảnh thấy được cả không gian chụp hình giống nhau. Phụ kiện là chiếc túi đen cũng được cả hai sử dụng. Dù không đăng lên trang cá nhân cùng thời điểm, nhưng fan đã liên tục phát hiện ra. Với loạt chi tiết này có vẻ như đã nói lên tất cả tình cảm giữa cặp đôi đang rất nồng nồng và hạnh phúc. Vì Diệu Nhi cũng đã từng ra Hà Nội đón Tết cùng bạn trai, và ngược lại anh Tú luôn góp mặt trong những sự kiện vui vẻ tại gia đình cô. Cùng chúc cho cả hai sẽ vẫn giữ vững được tình cảm sớm này, thông báo tin vui chính thức đến cho người hâm mộ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.